Cháy tàu hộ vệ trang bị tên lửa Proveni của Nga, ít nhất 3 người bị thương. Tổng công ty đóng tàu thống nhất USC cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu hộ tống Proveni thuộc dự án 20385, đang đóng tại xưởng đóng tàu Sekve ở Saint Petersburg, Nga tối ngày 17 tháng 12. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có ít nhất 3 người đã bị thương trong vụ cháy này. Truyền thông Nga cho biết diện tích tàu bị cháy là 800m2, tham gia chữa cháy có 168 người, cùng 42 phương tiện kỹ thuật. Trạm cấp cứu thành phố cho hay có 3 người bị thương, trong đó một người ở trong tình trạng trung bình, hai người còn lại trong tình trạng ổn định. Một nguồn tin y tế khác nêu rõ có hai nạn nhân là các nhân viên cứu hỏa, họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng, một người bị nặng, người thứ hai ở mức độ trung bình. Hậu quả của vụ cháy là buồng lái của đài chỉ huy chính và kết cấu tháp cột của tàu bị hư hỏng. Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov đã trực tiếp chỉ huy phối hợp giữa thành phố và các cơ quan khẩn cấp để dập lửa. USC cho biết sẽ chỉ định một ủy ban để làm rõ vụ việc. Văn phòng công tố Saint Petersburg đã tổ chức kiểm tra nhà máy Sevenaya Veti liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Provoni là tàu hộ tống trang bị tên lửa dẫn đường đóng cho Hải quân Nga, là tàu thứ hai trong loạt tàu hộ tống thuộc dự án 20385. Tàu dự kiến được bàn giao cho Hải quân vào cuối năm 2022, trở thành một phần của Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp Đông Bắc Nga đóng tại Kamchatka. Các tàu hộ tống thuộc dự án 20835 thuộc Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương ANSMA phát triển, được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm và tàu chiến đối phương, có thể đổ quân và giải quyết các nhiệm vụ khác nhau ở khu vực biển gần. Tàu có tầm hoạt động 3.500 hải lý, thời gian tự hành là 15 ngày, được trang bị hệ thống tên lửa đa năng Kali-NK, hệ thống tên lửa phòng không Redwood và hệ thống chống ngầm Paket.